Chào mừng mọi người đã đến với bản tin nhanh của Cryptolit VN ngày hôm nay. Đây là Cryptolit VN và bạn đang nghe đọc báo cùng Cryptolit mỗi ngày. Square, do Jack Dorsey của Twitter dẫn đầu, đang tiến về phía trước với kế hoạch thâm nhập vào lĩnh vực tiền điện tử. Với việc xuất bản White Paper TBDES, Square đang tiến tới xây dựng một giao thức để phát hiện tính thanh khoản và trao đổi tài sản, chẳng hạn như Bitcoin, tiền fiat hoặc hàng hóa trong thế giới thực, sẽ hoạt động với một mức độ ẩn danh nhất định và không có trung gian. White Paper nêu rõ giao thức phi tập trung mới này nhằm trao đổi tài sản kỹ thuật số cũng như các loại tài sản khác thông qua nền tảng được gọi là TBDES. Sandex nhưng không ẩn danh, White Paper của Square cho biết giao thức TBDES tạo điều kiện thuận lợi cho các mạng lưới phi tập trung trao đổi giữa các tài sản bằng cách tạo lòng tin, sử dụng danh tính phi tập trung DID và thông tin xác thực VC để thiết lập nguồn gốc của danh tính trong thế giới thực. Nói một cách chính xác hơn thì đây là một nền tảng hoán đổi token ngang hàng dưới sự giám sát của Square. TBDES cũng có sự khác biệt với DEX thông thường, đó chính là không sử dụng mô hình thiếu tin cậy. Giao thức mà Square phát triển yêu cầu những người tham gia phải có kiến thức cơ bản hoặc KYC và tuân thủ các quy định. Người dùng sẽ kết nối ví của họ với nền tảng giao dịch và hoán đổi tiền với nhau. TBDES đã phát hành White Paper trên GitHub, do đó cộng đồng có thể đóng góp về nó. Ngoài ra, dự án cũng tuyên bố là không có ý định phát hành token riêng, đồng nghĩa với việc hoạt động quản trị giao thức sẽ do TBDES quyết định. Mặc dù mô hình này có thể làm mất đi tính ẩn danh hoặc vô hiệu hóa các giao dịch, nhưng theo đội ngũ phát triển thì cách tiếp cận này sẽ cung cấp khả năng chống lại sự kiểm duyệt, quyền truy cập không được cấp phép và tính thanh khoản cạnh tranh. TBDES đang gây ra làn sóng tranh cãi. Được biết, White Paper vừa ra mắt kêu gọi triển khai các giải pháp phân tích blockchain hoặc thông qua bên thứ ba để có thể theo dõi các giao dịch trên nền tảng. Hệ thống này cho phép các cơ quan tham chiếu ID, địa chỉ ví và danh tính các cá nhân đằng sau các giao dịch. Điều này có nghĩa là các nhà chức trách sẽ dễ dàng biết người dùng nào đang thực hiện giao dịch. Các thành viên của cộng đồng tiền điện tử đã phản đối sự đổi mới này bởi họ cho rằng tính năng mới đang bị xâm phạm quá mức và phủ nhận một giá trị cốt lõi của các giao dịch tiền điện tử là sự riêng tư. TBDES giới thiệu các tính năng đột phá. Tuy nhiên, điểm cộng trong White Paper chính là danh mục bồi hoàn. Điều này không hề tồn tại trong các DEX. Nếu được thực thi thì có lẽ là ưu điểm lớn nhất đối với giao thức mới mà Square đưa ra. Tính năng bồi hoàn cho phép các giao dịch được đảo ngược. Nếu điều này được kích hoạt, các nhà đầu tư vào một dự án có thể được bảo vệ khỏi những tổn thất có xu hướng xảy ra khi một dự án kéo thảm. Mặc dù vậy, TBD khẳng định đây mới chỉ là bản phác thảo sơ bộ nhằm lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng tiền mã hóa, không khẳng định rằng Square sẽ biến ý tưởng trên thành hiện thực. Là một người ủng hộ Bitcoin từ lâu, ông Jack Dorsey lần đầu tiết lộ về tham vọng xây dựng sàn giao dịch phi tập trung vào tháng 8 năm nay. Mạng xã hội Twitter dưới quyền điều hành của ông sau đó cũng hỗ trợ tính năng tích hợp tài khoản ví Bitcoin, cho phép người dùng thực hiện các giao dịch chuyển Bitcoin, cũng như lập nhóm nghiên cứu để khám phá các ứng dụng tiền mã hóa khác. Với việc trở thành cầu nối giữa Bitcoin và tiền fiat như hiện tại, hy vọng TBDES sẽ hút được dòng vốn từ thị trường này để tham gia vào DeFi hay Metaverse. Chúng ta hãy cùng chờ xem những kịch bản sắp tới mà TBDES của Square mang lại cho thị trường nhé! Và đó là bản tin nóng của ngày hôm nay. Đọc báo cùng Cryptolit VN mỗi ngày, nâng cao kiến thức crypto. Xin chào và hẹn gặp lại!